Ngày 30 tháng 6 năm 2020, Ban Chỉ đạo Giải quyết Việc làm huyện Sông Lô tổ chức hội nghị tập huấn, thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động phần cung cầu lao động năm 2020 cho đội ngũ cán bộ chuyên trách xã, thị trấn, điều tra viên, là trưởng, phó thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Hội nghị nhằm triển khai việc thu thập thông tin về thực trạng, xu hướng biến động lao động, việc làm, thất nghiệp, nhu cầu sử dụng lao động theo nghề, trình độ đào tạo trên địa bàn huyện năm 2020, làm cơ sở hoạch định chính sách về lao động việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động và làm căn cứ để phân tích, dự báo, đánh giá tình hình lao động, việc làm, dạy nghề nhằm hoạch định chính sách về phát triển kinh tế xã hội, phát triển nguồn nhân lực của huyện. Hội nghị đã nghe ông Lê Thanh Dự, Phó phòng Lao động Thương binh Xã hội của huyện, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ trong thu thập các thông tin về cung cầu lao động, việc tổng hợp qua các biểu mẫu cũng như tiến độ, thời gian thực hiện và kết thúc điều tra tổng hợp, thời gian tiến hành rà soát, cập nhật thông tin biến động vào hệ thống thông tin quản lý nguồn cung lao động tỉnh Vĩnh Phúc, chuyển dữ liệu lên thông tin thị trường quốc gia từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 đến ngày 31 tháng 8 năm 2020. Thực hiện kiểm tra, phúc tra, phiếu từ ngày 21 tháng 7 năm 2020. Đối tượng, nội dung và phương pháp thực hiện thu thập lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động, phần cung cầu lao động. Thực hiện theo quy định tại các điều 4 đến điều 11 và từ điều 18 đến điều 22 tại thông tư số 27 ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Hướng dẫn thu thập lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động và các văn bản hướng dẫn thực hiện thu thập lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Việc thu thập lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2020 cần đảm bảo với các yêu cầu. Các thông tin thu thập về biến động lao động phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, khách quan, không bỏ sót đối tượng. Thu thập phải bao quát được toàn bộ sự biến động về cung cầu lao động trên địa bàn thôn, tổ dân phố thuộc các xã thị trấn, ghi chép, lưu trữ tổng hợp và phổ biến thông tin thị trường lao động phải đầy đủ, chính xác, công khai, đúng thời hạn của từng loại thông tin và từng đối tượng, trừ thông tin cần được bảo mật. Hội nghị dành phần lớn thời gian cho các điều tra viên trao đổi, thắc mắc trong quá trình tác nghiệp, đồng thời giải thích và trả lời các vướng mắc trong việc thu thập thông tin.